Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Yamato Phút 1. Mình là Minh Trí, phụ trách bộ phận bán hàng, rất vui được đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn Yamaha Latte phiên bản màu đỏ bóng, một trong những mẫu xe đáng mua trong tình hình bão giá xe hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, nếu các bạn cầm trong tay trên dưới 40 triệu thì mình đảm bảo với các bạn không có mẫu xe nào đáng mua hơn Yamaha Latte. Vậy thì tại sao đây lại là mẫu xe đáng mua? Đầu tiên nói về xe máy, chúng ta cần phải nói về động cơ. Yamaha Latte được trang bị khối động cơ 125 phân khối, ứng dụng hệ thống phun xăng điện tử FI cùng với công nghệ Blue Core tiên tiến đến từ Yamaha, giúp xe của chúng ta hoạt động bền bỉ, lướt đi nhẹ nhàng, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Về ngoại hình, Yamaha Latte có thiết kế hiện đại, kiểu dáng cực kỳ thời trang và trọng lượng rất là hợp lý, chỉ có 101kg trọng lượng ước đấy các bạn. Với trọng lượng này thì các bạn sẽ dễ dàng di chuyển trong đô thị đông đúc và dễ dàng xoay chở nếu đi trong đường hẹp. Đồng hồ của Yamaha Latte thì được chia làm hai phần, đồng hồ analog và màn hình LCD. Phần yên xe của Yamaha Latte có chiều cao vừa phải và phần yên tương đối dài, có thêm phần cản xe bằng kim loại rất là chắc chắn, nên khi các bạn có chở thêm người ở phía sau thì ngồi cũng rất là vững các bạn. Đồng thời phần tay dắt cũng làm cho Yamaha Latte chúng ta nhìn cân đối hơn. Tất cả các phiên bản của Yamaha Latte thì đều được trang bị khóa thông minh Smart Key các bạn, rất tiện lợi, an toàn và dễ sử dụng. Để khởi động ổ khóa, các bạn chỉ cần ấn nhẹ, dặn nhẹ qua một nấc là chúng ta có thể mở nắp xăng và mở cốp yên. Đây, mình thao tác thử cho các bạn xem. Phần nắp xăng nằm ở phía trước rất là tiện lợi. Mỗi lần đổ xăng, các bạn không cần phải xuống xe mở cốp yên. Đồ đạc trong cốp yên cũng rất là an toàn. À, sẵn đây mình sẽ giới thiệu luôn về mức tiêu hao nhiên liệu của Yamaha Latte, rất là tiết kiệm các bạn. Chỉ có 1.8 lít trên 100km, tương đương với 55.6 km trên 1 lít xăng. Và dung tích bình xăng của Yamaha Latte được trang bị lên đến 5 lít. Do bình xăng nằm phía trước nên cốp xe của Yamaha Latte được mở rộng lên đến 37 lít. Một trong những mẫu xe có cốp xe rộng nhất trên thị trường hiện tại. Phía trong cốp xe còn được trang bị thêm một lớp cách nhiệt các bạn, tránh cho nhiệt độ của máy ảnh hưởng đến các cái đồ đạc chúng ta để trong cốp. Cốp xe rộng nhưng mà phần đuôi xe vẫn thon gọn, thiết kế khí động học rất là tốt luôn các bạn. Giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết phần mặt đồng hồ của Yamaha Latte. Thì đây các bạn thấy chớp chớp phía trên này, hai bên đó là đèn báo xi nhan ha. Để mình chiếu gần lại một tí cho các bạn xem. Đây, để mình tắt khóa mở lại cái. À, ở đây các bạn thấy có cái đèn báo lỗi nè. Phía dưới đèn báo lỗi là đèn báo đèn pha các bạn. Đó là cái cụm bên tay trái, còn chuyển sang cụm bên tay phải, phía trên cùng vẫn là đèn báo xi nhan, ở giữa là cái đèn báo khởi động Smart Key các bạn. Dưới cùng là chữ A màu xanh, đèn màu xanh là báo hệ thống Stop Start System, tạm dừng và tái khởi động. Đây sẵn mình quay luôn cái công tắc để bật chế độ tạm dừng và tái khởi động. Khi các bạn không sử dụng để chế độ off như thế này á, thì tới đèn xanh đèn đỏ xe sẽ các bạn sẽ nổ máy đều đều, không tạm dừng nha các bạn. Còn khi các bạn sử dụng chế độ Stop Start System bật xuống thì tới đèn xanh đèn đỏ sau 5 giây xe sẽ tạm ngưng máy để tiết kiệm thêm một phần nhiên liệu. Đồng thời cái đèn chữ A ở vị trí này màu xanh lá nó sẽ nhấp nháy để báo là đang bật chế độ tạm dừng và tái khởi động nha các bạn. Và các bạn chỉ cần nhích ga nhẹ xe sẽ tự động nổ máy lại, không cần để. Phần mặt đồng hồ ở phía giữa thì sẽ chia làm hai phần. Phần ở trên là đồng hồ analog, chỉ vận tốc. Phía dưới là mặt đồng hồ LCD các bạn. Ở phần màn hình LCD sẽ báo chúng ta báo giờ nè, báo xăng nhé các bạn, end full nè, báo cục xăng, audio cái mét tổng nè. Các bạn nhấn vào nút select thì nó sẽ nhảy qua chip đo quãng đường các bạn. Ngoài ra có thêm một phần nữa là chip oil change, báo thời hạn thay nhớt xe. Khi các bạn thấy chữ oil change hiển thị có nghĩa là xe chúng ta đã tới thời hạn thay nhớt, và lưu ý nên thay nhớt đúng định kỳ để không ảnh hưởng tới máy nha các bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cách chỉnh đồng hồ trên màn hình LCD của Latte. Đầu tiên các bạn phải chuyển về chế độ audio nè. Ở đây chúng ta có hai nút điều khiển, nút bên trái là nút select, bên phải là nút reset các bạn. Để chỉnh giờ chúng ta nhấn giữ hai nút này thì các bạn sẽ thấy phần giờ nó sẽ nhấp nháy nè. Để điều chỉnh các bạn nhấn nút select
giờ nó sẽ tiếp tục nhảy thêm một giờ đến cái giờ mình mong muốn. Thì chúng ta sẽ nhấn bên nút reset. Đây, nhấn nó sẽ chuyển qua cho các bạn chỉnh phút ha. Chỉnh phút cũng tương tự luôn, các bạn nhấn nút select nó sẽ nhảy phút. Và sau khi các bạn chỉnh xong giờ và phút thì chúng ta nhấn nút reset cái nữa, nó sẽ chuyển về chế độ bình thường cho các bạn nha. Tiếp theo về hệ thống chiếu sáng thì Yamaha Latte được tách rời cụm đèn ra làm 3 phần, đó là phần đèn pha được sử dụng bóng halogen. Đây, nhưng mà vẫn cho ánh sáng tối ưu nha các bạn, không bị thiếu sáng. Rồi phần thứ hai là phần đèn định vị sử dụng đèn LED. Ở phần chỗ này có phần đèn định vị bằng đèn LED màu trắng nha các bạn, rất là sang trọng tinh tế. Và cuối cùng là phần đèn xi nhan được tách rời ở phía dưới luôn, tăng độ nhận diện, tăng tính thẩm mỹ cho xe. Thiết kế rất là đẹp, rất là sang các bạn. Phía trên phần đèn xi nhan còn có thêm hai cái ốp mạc chrome các bạn, về khỏi gắn trang trí luôn, quá tiện. Phần bánh xe thì được sử dụng lớp không xăm luôn các bạn, rất là tiện lợi, không sợ cán đinh hay vật nhọn khi di chuyển. Mà lỡ có cán thì các bạn cũng đủ thời gian để chạy đến chỗ để xử lý vá hoặc thay mới. Phần sàn để chân thì rất là rộng và thoải mái. Các bạn nào ngồi lái thử trên Latte rồi sẽ biết, để chân tư thế lái rồi rất là tiện lợi, rất là thoải mái. Đặc biệt với các bạn nữ thì chúng ta mặc váy lên xuống xe cũng rất là dễ dàng. Phần gầm xe cũng tương đối cao, hạn chế được tình trạng mà bị chạm gầm khi chúng ta phải leo dốc, leo bậc các bạn. Phần yên xe thì được thiết kế tương đối dài và mút yên rất là dày các bạn. Phần da yên thì rất là mịn màng, các bạn sờ thử sẽ thấy thích ngay. Và đặc biệt khi lỡ mà dính nước á, thì phần da yên này rất là dễ lau chùi và rất là mau khô các bạn. Phần cản thì rất là chắc tay bằng kim loại các bạn. Về giá bán thì hiện tại Yamaha Latte phiên bản màu đỏ đang được bán tại Yamato Phúc 1 với giá là 39 triệu nha các bạn. Bạn nào hộ khẩu không trực thuộc thành phố, thị xã thì phí trước bạ chỉ có 2% thôi, tương đương khoảng 800 ngàn, phí biển số thêm khoảng 100 ngàn nữa là chúng ta lăn bánh được rồi. Còn bạn nào ở thành phố thì phí trước bạ là 5%, khoảng 2 triệu các bạn, phí biển số thêm 400 nữa khoảng 2,4 triệu. Hiện tại Yamaha Latte tại Hồng Phúc 1 đang có chương trình hỗ trợ trả góp. Các bạn có thể trả trước từ 0 đồng, nhưng mà bạn nào có điều kiện tí thì nên trả từ khoảng 30% giá trị xe. Bên mình sẽ có cái chương trình là giao luôn cả vẹt gốc giống như mua tiền mặt. Còn các bạn mà trả được khoảng 50% giá trị xe thì bên mình có hỗ trợ 0% lãi suất luôn nhé các bạn. Bạn nào mua gói không lãi thì được gia hạn trả góp lên đến 12 tháng. Còn bạn nào mua gói lãi suất ưu đãi giao cà vẹt thì hỗ trợ trả góp lên đến 24 tháng. Các bạn cần xem xe thực tế hoặc tham khảo chi tiết trả góp có thể đến trực tiếp tại Yamato Phúc 1, số 575961 Trần Văn Khéo, trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cửa hàng mình thì đối diện nhà Lồng 3, trung tâm thương mại Cái Khế nha các bạn. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại và Zalo của mình trên màn hình 0931078338. Các bạn nhớ like video và subscribe kênh YouTube để mình có cơ hội giới thiệu đến các bạn những sản phẩm mới nhất cùng chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn nhất đến từ Yamato Phúc 1 nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.